Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh video ăn uống phần mukbang của Phú nha. Hôm nay thì Phú mời mọi người cùng ăn bánh mì với Phú nha. Hôm nay thì Phú mukbang bánh mì mọi người. Ở đây có là bánh mì dài với lại bánh mì ổ với lại hai cái hot dog xúc xích bên trong. Không nói nhiều nữa, Phú mời mọi người cùng ăn và cùng trò chuyện Phú nha. Nếu Phú uống trà chanh Lipton nha, sẽ cho nó ít tương ớt lên. Thật ra là cái sốt kem trứng này sẽ gửi lên trên cái hot dog, nhưng mà Phú sợ lúc mà di chuyển thì nó sẽ tày le ra mọi người, cho nên là Phú không có nhờ người ta để riêng ra. Phú chấm, Phú tự xịt cái sốt mayonnaise lên rồi Phú ăn. Bên trong là có rau với lại xúc xích nha mọi người. Mời mọi người nha. Ta chấm với lại cái sốt kem người ta cho nè mọi người. Nó béo béo, nó thơm mùi kem, mùi trứng mọi người, sốt kem trứng á. Cái xúc xích nó dai mọi người, cắn không đứt, nó lấy ra nguyên một cây luôn. Cái này Phú sẽ xịt với tương cà nha. Phú thấy hot dog mọi người cũng đề xuất cho Phú ăn rất là nhiều. Nhiều video mọi người kêu Phú ăn hot dog á. Này phần này Phú order tới hai cái lận. Bánh mì que thì Phú order 4 loại nha mọi người. Bánh mì que thịt xông khói, phô mai sợi, nem nướng với lại xúc xích. Hồi nãy trước khi đem lên đây Phú có hâm nóng lại mọi người, có nướng sơ lại trong lò nướng, cho nên Phú đã gỡ cái bao bì ngoài của nó nè mọi người, để là bánh mì que Đà Nẵng nha. Và hôm nay là cái tiệm này Phú cũng đặt mua, là một cái tiệm người ta chuyên bán về bánh mì mọi người. Phú cũng sẽ để link Facebook ở dưới cho mọi người mà muốn order về ăn những cái loại bánh mì hôm nay của Phú nha. Chút nữa Phú ăn xong Phú sẽ review giá tiền cho mọi người nha. Bây giờ là Phú không biết là cái loại nào là cái bánh mì nào luôn mọi người. Phú sẽ mở ra bên trong Phú đoán thử nha. Cái này chắc Phú nghĩ là cái phô mai nha mọi người. Bên trong Phú không thấy có cái topping gì hết ngoài phô mai với lại trà bông. Mayo lên chút xíu nha mọi người. Ăn cho nó béo béo. Tương ớt nha.
Thơm thơm béo béo của phô mai nha mọi người. Chà bông thì ăn nó mặn mặn, ăn chúng pate thì nó thơm pate mà nó béo nữa. Bánh mì thì nó giòn. Đã béo vậy rồi Phú còn xịt thêm mayonnaise lên đúng không người, nó càng tăng cái độ béo lên nhưng mà ăn ngon lắm. Dính miếng tương ớt của bên tiệm cho nữa mọi người. Đó. Cái này không phải là thịt xông khói mà là nem nướng nha mọi người. Cái bên cạnh này mới là thịt xông khói nè mọi người. Phú lộn. Bây giờ Phú ăn thấy cái vị nó kỳ kỳ, nó thơm cái mùi nem nướng. Không nhận là cái bánh mì que ăn nó bắt miệng ghê luôn. Cái này là cái sốt chanh dây nè mọi người. Phú sẽ ăn kèm với lại cái bánh mì ổ ở đây. Bên trong nè mọi người. Quay với ông ta thịt heo quay. Với lại chả lụa. Với lại pate. Ăn thử. Thử miếng thịt trong đây. Hình như cũng thịt xông khói luôn hay sao á mọi người. Tao nói là ăn kèm với súp chanh dây.
có vị mặn mặn, ngọt ngọt, thơm cái mùi tắc xí muội hơn là cái mùi chanh dây nha mọi người. Ăn cái vị nó lạ ghê mọi người. Để Phú chia sẻ giá tiền cho mọi người nha. Cái hot dog này á, thì Phú mua với giá là 25.000 cho một cái, Phú mua hai cái là 50.000. Bánh mì que thì là 17.000 cho một cái, riêng chỉ có cái phô mai cái đầu tiên hồi nãy Phú ăn là 20.000 nha mọi người, còn lại là 17.000. Còn bánh mì này Phú ăn cũng là 25.000 luôn. Tổng cộng là 146.000 cho cái mâm ăn bánh mì và hot dog hôm nay của Phú nha. Cắn cái sốt trên dây nó chảy ra, nhưng mà Phú vẫn cảm giác như là đây là cái sốt tắc xí muội nha. Phú không thấy cái mùi trên dây. Ăn lại tiếp cái hot dog nha mọi người. Hot dog là một trong những cái món mà mọi người đề xuất cho Phú ăn cũng nhiều. Mới đầu tính mua có một cái thôi mọi người, sợ ăn không hết á. Bánh mì nó cũng mau no lắm, nhưng mà thấy mọi người đề xuất cái món này nhiều nên Phú mua hai cái luôn mọi người. Cái sốt kem trứng này phải công nhận là nó béo. Nó béo mà nó thơm mùi trứng luôn rồi. Ăn ngon lắm, đáng ra là ta sẽ xịt lên theo dạng dòng cung luôn rồi. Nhưng mà sợ khi mà shipper giao á, nó sẽ bị tè le, nên Phú nhờ bên tiệm ta bỏ vô trong cái này giùm Phú á. Tiệm này người ta còn có bán cả hamburger đó mọi người, nhưng mà do là Phú cũng mới ăn dạo gần đây á, ở clip mà
ăn hamburger áp cáp C rồi mọi người, cho nên là hôm nay Phú ăn hot dog và là bánh mì thôi. Phú no đó mọi người, cho nên Phú sẽ chọn một trong hai cái này để ăn cái cuối cùng thôi nha mọi người. Hồi nãy Phú cũng đã ăn hot dog có phô xúc xích rồi, cho nên là Phú sẽ ăn cái sợi xông khói này nha. Cái này để chiều chiều Phú sẽ ăn sau. Tương cà vô nha mọi người. Phú thì Phú không ăn thích ăn tương cà lắm, Phú thích ăn tương ớt hơn tương cà nha mọi người. Mời mọi người ăn cái bánh mì cuối cùng Phú nha. Phú nghĩ là hai cái vị bánh mì này cũng như nhau mọi người, chỉ thay đổi cái topping nhân chính bên trong thôi, là một bên là thịt xông khói, một bên là xúc xích. Bánh mì que này là hồi nhỏ, không phải hồi nhỏ mà lúc mà Phú đi học đại học á, là Phú chuyên gia ăn sáng bánh mì que luôn mọi người. Mua một ổ bánh mì que xong rồi chạy vô lớp ngồi ăn, nó nhanh nó tiện mà nó rẻ luôn mọi người. Tôi thấy trong bao bì là để hệ thống bánh mì Lâm Vũ, bánh mì que Đà Nẵng. Rồi Đà Nẵng nổi tiếng với cái món bánh mì que này lắm mọi người. Ai ở Đà Nẵng comment với cho Phú biết nha. Mời mọi người ăn miếng cuối cùng với nhau. Cảm ơn mọi người đã xem video đến đây của Phú nha. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Bye bye.